Dựng lừa, Trần Văn Tân, cháu 7 phút, khai ra bà trùm 9 lần nhét 5 tỷ vào túi và một mật lệnh. Thế lực Quảng Nam vội vàng đốt bằng chứng, xóa sổ cha tên đệ nhất phu nhân. Thưa quý vị, đại án chuyến bay giải cứu từng xưng danh chỉ làm nhân đạo nhưng không ngờ ẩn chứa sau đó là cả hàng chục nghìn dân cống nộp tiền oan cho các quan chức tới 2.000 tỷ đồng khiến dư luận bức xúc. Tới nay, ngày đền tội của 54 ông quan tham cũng đã tới. Ngoài 21,5 tỷ về túi riêng, ông cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng thì một cái tên khác từng làm mưa làm gió đất Quảng Nam cũng được dư luận rất quan tâm. Với 9 lần nhận tới 5 tỷ, ông cựu phó chủ tịch Quảng Nam, cháu ngài cựu chủ tịch 7 phút, từng được nâng đỡ và bảo kê, giờ đây đã khai ra tất cả tại tòa, khiến nhiều người sửng sốt. Hơi nóng của lửa lò lại một lần nữa chĩa về xứ Quảng, một thế lực lợi ích được dẫn đầu là bà đệ nhất phu nhân đã run sợ và xóa sạch bằng chứng nhằm bịp khẩu. Nhiều sự thật còn đang còn chôn vùi, liệu Tổng Trọng có bới tanh bành trùm cuối đứng sau? Cùng làm rõ ngay sau đây. Ngày 11 tháng 7, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng 53 đồng phạm liên quan đến vụ đại án chuyến bay giải cứu. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 2020 đến tháng 12 2022, 21 cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, gây thiệt hại 10,4 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án với 253 lần nhận hối lộ, tổng số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ nhưng nói rằng không biết là phạm pháp. Trong vụ án, ông Tô Anh Dũng bị truy tố tội nhận hối lộ với cáo buộc đã 37 lần nhận tiền với tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Còn cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân khai nhận tiền hối lộ 9 lần, nhưng vị cháu ông 7 phút khai mang tiền nhận hối lộ đi làm việc có ý nghĩa. Trần Văn Tân khai từng muốn trả lại tiền nhận hối lộ nhưng do bận công tác phòng chống dịch Covid-19 nên bẵng đi mất. Ông ta nói cũng dùng tiền này làm việc có ý nghĩa và bị chủ tọa ngắt lời, cho hay dùng gì là việc của bị cáo. Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, chịu truy tố về tội nhận hối lộ số tiền 5 tỷ đồng trong quá trình cấp phép cách ly cho các chuyến bay giải cứu. Tại tòa, ông Tân khai nhận hối lộ 9 lần, tổng số 5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, đại diện công ty Travel Sky, nhưng khẳng định trước đó không đặt yêu cầu gì. Cựu Phó Chủ tịch khai lần đầu Hằng đưa tiền, ông nghĩ là cảm ơn, muốn trả lại, nhưng công tác phòng chống dịch bận quá, bị cáo phụ trách công tác này nên quên trả lại. Chủ tọa hỏi lại, lần đầu bảo cảm ơn thì được, nhưng bị cáo nhận tiền đến 9 lần. Ông Tân cho hay, lần thứ 2 đưa tiền, Hằng nói là quà sinh nhật, và bị cáo cầm rồi, nghĩ trả lại khó, nên dùng vào làm việc có ý nghĩa. Chủ tọa ngắt lời, bị cáo dùng việc gì là việc của bị cáo, đồng thời đặt câu hỏi về khắc phục hậu quả. Ông Tân cho hay, đã nộp lại 5 tỷ đồng nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, khi Covid bùng phát, Trần Văn Tân được bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Phòng chống dịch. Năm 2021, ông Tân thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh ký văn bản phân công trách nhiệm các sở ngành về việc đón công dân về nước cách ly tại khách sạn. Vị này sau đó 9 lần nhận tiền để tạo điều kiện cho công ty Travel Sky của các bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn được tổ chức cách ly liên quan đến chuyến bay giải cứu. Ông Trần Văn Tân bị cáo buộc đã 9 lần nhận tiền với tổng số tiền 5 tỷ đồng từ doanh nghiệp. Số bạc này với một quan chức như ông Tân xem ra chỉ là bạc lẻ mà thôi. Lúc được cho là vi phạm pháp luật, ông Trần Văn Tân giữ ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Tân được cho là sở dĩ hoạn lộ thênh thang vì có người cô ruột là bà đệ nhất phu nhân. Với con đường quan lộ thần tốc của ông này tới nay cũng đã lộ ra. Được biết 7 phút lúc đó là Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Tân, Tránh Văn phòng Tỉnh ủy. Trước đó, Quảng Nam mà Ban Bí thư đã cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Phước Thanh vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong công việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai là ông Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ trưởng phòng của Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục để Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định. Khi dịch Covid-19 xảy ra, vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từng được coi là trẻ nhất cả nước lại nhúng chàm. Nói thêm, số bạc 5 tỷ như cáo buộc nếu so với đường hoạn lộ còn thênh thang của một cán bộ trẻ có gốc như Trần Văn Tân thì số tiền này chỉ là bạc lẻ của phần nổi tảng băng chìm về thế lực của gia đình đệ nhất phu nhân ở đất Quảng Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong số này có ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, bị cơ quan tố tụng truy tố tội nhận hối lộ ở khung hình phạt cao nhất là rựa cột. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, trong khoảng 2 năm dịch Covid-19 diễn ra, diễn biến một cách phức tạp,
tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đón khoảng 40.000 người trên các chuyến bay giải cứu về cách ly. Trong đó có khoảng 30.000 người về cách ly tại các khách sạn, resort có thu phí. Và không rõ từ mối quan hệ nào, dù không có nền tảng y tế đủ mạnh, song Quảng Nam là địa phương được phép tiếp nhận người từ nước ngoài về cách ly nhiều nhất cả nước. Đáng chú ý, có 36 cơ sở lưu trú đăng ký nhưng chỉ có 31 cơ sở đủ điều kiện được cấp phép. Trong 31 đơn vị được duyệt, có 3 đơn vị xin rút khỏi danh sách với lý do rằng các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt, nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong số những người bị đưa ra xét xử được khai mạc hôm 11 tháng 7, 2023, nhóm bị cáo có chức vụ cao nhất tại thời điểm bị bắt giữ có thể kể đến như Tô Anh Dũng, Vũ Hồng Nam, Nguyễn Quang Linh, Chử Xuân Dũng và Trần Văn Tân. Không có bất kỳ một lãnh đạo nào trong dàn nội các thượng tầng được xướng tên liên quan ở vụ án này. Vụ chuyến bay giải cứu tới nay dư luận lại một lần nữa bức xúc lên tiếng. Trong tâm dịch, tận cùng của khốn khó còn ăn chặn đồng bào mình. Một người dân phẫn nộ, hàng ngàn bạn đọc lên tiếng bức xúc trước hành vi nhận hối lộ của các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu đang được xét xử. Khai tại tòa, một số bị cáo cho biết khi tổ chức chuyến bay giải cứu đưa sinh viên, người lao động đang mắc kẹt ở nước ngoài hồi hương cũng bị một số cán bộ yêu cầu chung chi theo hình thức đếm đầu người. Mỗi sinh viên 500 đô la Mỹ, người lao động 6 triệu đồng. Theo dõi việc xét xử vụ án này trong mấy ngày qua, bạn đọc Bình Dương không khỏi bị sốc. Sinh viên khó khăn lắm mới được đi nước ngoài học tập, người lao động cũng rất vất vả mới ra nước ngoài kiếm sống. Vậy mà những bị cáo trong vụ án này đã quên đi lương tâm khi ra giá như vậy. Cho nên nhân dân đang cần một bản án thích đáng. Nhiều người đã lên tiếng, lúc khó khăn, cả nước chia ngọt sẻ bùi, cụ già góp tiền để dành, người bán rau cho không, trẻ con đập ống heo quyên góp, nhân dân xung quanh tình nguyện ủng hộ theo khả năng. Thì những con người này nhân danh chủ trương tốt đẹp để làm chuyện trái đạo đức. Theo một luật sư ẩn danh nói, không thể lấy bất cứ lý do nhân thân, tiền lệ gì ở đây để giảm nhẹ án cả, mà phải tăng án, thậm chí hết khung để làm gương. Cùng quan điểm, một người dân khác cũng có ý kiến, họ và những người phạm tội còn chưa lộ mặt trong vụ Việt Á cần phải bị bắt hết và nhận án kịch khung. Nhìn mà buồn cho các thái cực đối nghịch của ATM gạo, những y bác sĩ từ miền Bắc vào hỗ trợ miền Nam. Phải xử nghiêm theo pháp luật quy định về tội tham mô tham nhũng, không nên đề cập đến việc có thành tích trong công tác, vì thành tích nếu có thì đã được khen thưởng rồi. Nhiều người đã lên tiếng đây là hành động trục lợi chính sách, một hình thức tham nhũng cực kỳ nguy hiểm, có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cơ quan nhà nước, đến cán bộ và niềm tin, tài sản của nhân dân, bạn bè quốc tế. Cần thiết phải xử lý thật nghiêm, không để lọt tội phạm, thu hồi triệt để tiền tham nhũng và buộc họ bồi thường thiệt hại cho người dân, những người bị họ biến thành nạn nhân trong đại dịch đau lòng. Video đến đây là hết, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.